Chiều ngày 19 tháng 11, ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn cho biết, Công an thành phố vừa bắt giữ một nam thanh niên để điều tra về hành vi đánh đập học sinh 12 tuổi xảy ra trên địa bàn phường Quảng Tiến. Được biết, vào lúc 10 giờ cùng ngày, Công an thành phố Sầm Sơn nhận được tin báo của người dân có vụ việc người lớn đánh học sinh ở khu vực cổng trường trong học cơ sở Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Sầm Sơn đã cử lực lượng xuống hiện trường xác minh vụ việc. Bước đầu, công an xác minh được Trần Trí Hưng, 31 tuổi, trú tại khu phố Toàn Thắng, phường Quảng Tiến, đã dùng tay không đánh vào đầu và mặt em ca, 12 tuổi, học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở Quảng Tiến. Tổ công tác của công an đã đưa em ca đi sơ cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn. Qua thăm khám tại bệnh viện, em ca bị thâm một số nơi vùng mặt. Được biết, Trần Trí Hưng làm nghề tự do. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là ông Hưng nghe con trai học lớp 6 nói là bị em ca đánh 3 lần nên ông Hưng đến gặp ca để đánh cảnh cáo. Hiện vụ việc đang được công an điều tra.